Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Thì ở trong video trước của chúng ta đã làm việc với thằng style rồi. Thì trong video này chúng ta sẽ làm việc với inline style. Ok. Ok, chúng ta tiếp tục nào. Thì chúng ta quay trở lại main screen chúng ta một chút này. Thì làm việc với thằng inline style chúng ta thì đơn giản quá, thật thật luôn. Bây giờ ví dụ nhá. Inline style là khái niệm gì? Tức nghĩa là chúng ta sẽ viết thẳng trực tiếp vào trong cái thẻ style của chúng ta luôn. Thì đấy người ta gọi là khái niệm inline style. Thì ở đây mình chỉ cần là trong thằng app này chúng ta tạo thôi. Thì đầu tiên là thằng container này chúng ta chưa có, thì mình sẽ tạo ra là app được chưa? Đấy, mình cắt chọn S lại cho nó ra giữa trước đã. Ok, như vậy là nó ra giữa rồi. Thế rồi mình sẽ kiểu như là gọi là CSS lại cho cái thằng ấy này nhá, cho cái thằng click này trước nhỉ. Thôi click đi. Ok, đầu tiên là mình CSS cho thằng đấy. Thì đầu tiên là mình ở trong cái mình sẽ tạo ra một đối tượng ở trong thằng render này. Các bạn nhớ nhá, thằng render của chúng ta là cái thằng mà nó sẽ render chúng ta ra HTML và các cái code bình thường. Thế vậy nên là cái việc style này chúng ta cũng nên viết nó ở trong này nhá. Const, và chúng ta có style button đi. Được chưa? Đấy, và các bạn viết CSS như bình thường ở đây thôi. Và nhớ là bọn này thì nó là một đối tượng nhá, nên là các bạn cứ viết như bình thường thôi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho các cái màu. Các bạn nhớ là đây là CSS của JavaScript, thế nên là các bạn sẽ phải viết CSS theo cách của JavaScript. Ví dụ ở đây là background, được chưa? Background thì viết bình thường, như nếu mà có thêm color thì sẽ phải là color, thì color sẽ viết hoa, được chưa? Nhớ nhá. Rồi. Ở đây mình sẽ cho là FFF này. Đấy, tiếp, sau đó thì các bạn viết tiếp thôi, ví dụ như là phone. Phone của mình thì mình sẽ inherit, tức là mình sẽ kế thừa từ cha nó. Sau đấy thì mình sẽ cho border. Border các bạn cho màu gì thì được. Border mình thử với màu, ví dụ pole 1 pixel solid, và cho màu gì cho nó ngầu nhỉ. 5 fcs 80. Và sau đấy thì mình sẽ có tiếp, ví dụ như là mình có padding đi. Padding ví dụ như là trên sẽ là 7 pixel đúng không? Chết, quên. Các bạn nhớ là viết ở trong dấu này nhá. Mình đã quen tay viết đây đấy, 7 pixel này. Trên dưới sẽ là 7 pixel. Trái phải sẽ là 8 pixel. Và các bạn nhớ là cho cursor vào nữa. Cursor. Và cho vào trong dấu kia và sẽ là pointer. Pointer viết này đúng không nhỉ? Chả biết ở đây đúng không? Pointer viết sai này. Pointer. Ok. Thế giờ mình đã có một đối tượng rồi thì mình gắn trực tiếp cho đối tượng thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ có chỗ này sẽ là style đúng không? Và mình sẽ bằng luôn với cái đối tượng là style. Do hai bọn này nó nằm trong cùng đối tượng nên mình truy cập thẳng vào thôi đúng không? Tên nó style button. Ok, thế xong, mình cài chọn S lại. Rồi. Quay lại đấy, như vậy là mình đã xong được một cái thằng click me đúng không? Đấy, thế ok, như vậy thì đấy là cái cách dùng của chúng ta ở trong việc là chúng ta sẽ style cho nó theo kiểu là inline nhá. Đấy, các bạn thấy hay không? Đấy. Đấy. Quá ngoan luôn. Nhá. Rồi thì như vậy là chúng ta đã kết thúc cái thằng section 1 ở đây nhá. Ở trong các cái video tiếp theo của chúng ta, ở trong section 2 của chúng ta ấy, từ giờ trở đi thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái section tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tìm hiểu về list danh sách này, tìm hiểu về conditional này. Đấy, và vận dụng nó nào ở trong 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 thực tế như nào nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi những video theo. Đấy, còn hôm nay hết rồi, hôm nay mình đi ngủ rồi, mệt mỏi lắm rồi nhá. Bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sau.